Lực lượng liên ngành tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện và thu giữ hơn 20 tấn thịt lợn và chân giò lợn đã bốc mùi hôi thối, nhiều tảng thịt đang trong giai đoạn phân hủy, đã đổi màu. Số thịt này được lực lượng liên ngành phát hiện khi mà các đối tượng chuẩn bị đưa vào kho lạnh để bảo quản tại bãi xe của trang trại Thanh Nga gần trung tâm thành phố Lạng Sơn. Nếu không bị phát hiện, rất có thể chúng sẽ được khử mùi, tẩy rửa để tung ra thị trường. Cũng như nhiều vụ việc khác, không có ai đến nhận là chủ hàng của lô hàng này và chủ xe thì không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp.